đón miền đường hàng không. Mấy thằng ngông trên sông hàng hải chuyển anh em từ phía bờ đông cập bến là mông công xếp hàng đãi. Nó chứ chơi thì không bằng ai, nhưng mà dùng này ít ai bằng tao. Còn tiền phải đếm bằng mấy hồng ngọc trên bàn lại tướng đồng tao.